mua bức thơ giá, nó mua thơ mai giá, nó mua thơ giá. Dạ con kính đảnh lễ sư, con kính đảnh lễ cô tu nữ, xin kính chào tất cả quý vị học viên đã đến giờ vào lớp, và xin mời quý vị trang nghiêm thân khẩu ý và cách tâm thanh để hướng tâm về thời kinh Tam Bảo thứ hai do Ngọc Trân tụng đọc. Xin mời Ngọc Trân. Dạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, xin kính chào quý học viên. Xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakye kame charu pe ri si karata te cham ta li khe vi ma ne di pe ra te cha ga me charu anaga ha ne ge ha wa thum hi khe te phum ma cha yan tu de wa cha la tha la vi sa me yan kha gan tha pa na ga ti than ta san ti ke yam Muni vara vachanang sa tha vô mê su nan tu tham ma sa vana ka lo ayam pha đan ta tham ma sa vana ka lo ayam pha đan ta tham ma sa vana ka lo ayam pha đan ta Nam mô ta sa pha ga va to arahato sa ma sa mu tha sa Nam mô ta sa pha ga va to Arahato sama sambuddha sanamo tassa bhagavato Arahato sama sambuddha Buddham saranam gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami tutiyam buddham saranam gacchami tutiyam bi dhammam saranam gacchami tutiyam bi sangham saranam gacchami tatiyam bi buddham saranam gacchami tatiyam bi dhammam saranam gacchami tatiyam bi sangham saranam gacchami Iti biso bhagava arahaṃ sammā sambuddho viccha caraṇa sambandho sugato lokavido anuttaro purisadhamma sarati sattha deva manussānaṃ buddho bhagavati nāti me saraṇaṃ aññaṃ buddho me saraṇaṃ varaṃ etena sacca vaccena hontu me jayamangalaṃ uttamaṃ yena vandehaṃ padapaṃso varuttamaṃ buddheyo khalito doso buddho khamatutaṃ mamaṃ Sakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pachatam Veditapo Vinyuhitinathime Saranam Anyam Dhammo Me Saranam Varam Etena Satcha Vachena Hontu Me Jayamangalam Uttamange na vande hang thammen jadu vi thang vara thamme yo khalito do so thammo thamatu tang mamang Subhati bhano bhagavato sa vaka sangho Ujubhati bhano bhagavato sa vaka sangho Nyayabhati bhano bhagavato sa vaka sangho Sami jipati panno bhagavato savaka sangho yadidang chattari purisa yugani atha purisa bungala esa bhagavato savaka sangho ahuneyo pahuneyo dakhineyo Anjali karane yo anuttarang bunyang khetang loka satinati me saranang anyang sangkho me saranang wara ete nasa cawace nahontu me caya manggalang utamange na wande hang sangkain jadui totama sangke yo khalito do so sangkho khamatu tang mamang wanda mi je di yang sapang sapatane subati thita saririka thatu maha bodhin buddha rupa
sakalang sadam sambuthe athawi sancha dada sancha saha sake pancha sata saha sani namami sirasa aham te sang thammang cha sang khang cha adare na namami ham namakara nufa we na hanto sabbe upada we aneka antaraya pivina santo ase sato sambuthe pancha panya sancha tatu visati saha sake tasata saha sani namami sirasa aham te sang thammang cha sang khang cha adare na namami ham namakara nufa we na hanto sabbe upada we aneka antaraya pivina santo ase sato sambuthe na uttara sate atha chattali sasaha sake visati sasaha sani namami sirasa aham te sang thammang cha sang khang cha adare na namami ham namakara nufa we na hanto sabbe upada we aneka antaraya pivina santo ase sato sabbe purati maya disaya sata avera sukhi hontu sabbe purati maya nudisaya sata avera sukhi hontu sabbe dakhina yadi saya sata awera sukhi hontu sabbe dakhina yanu di saya sata awera sukhi hontu sabbe paccima yadi saya sata awera sukhi hontu sabbe paccima yanu di saya sata awera sukhi hontu sabbe utara yadi saya sata awera sukhi hontu sabbe utara yanu disaya sata awera sukhi hontu sabbe uparima yadisaya sata awera sukhi hontu sabbe hetima yadisaya sata awera sukhi hontu sabbe sata awera hontu sukhita hontu nidukha hontu apyapaccha hontu aniha hontu dikha yukha hontu agoga hontu sampatti samicchantu sukhi attana pariharantu dukha patta cha nidukha phaya patta cha niphaya soka patta chani soka hontu sabbe pipanino akasatha cha pummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhantu sasanang akasatha cha pummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhang tu no garu akasatha cha pummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhang tu nyatayo akasatha cha pummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhang tu panino akasatha cha pummatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakhang tu no sada idang watano bunyang asawa khaya wahang hon tu anagate kale. Sa thú. Dạ, thầy Kinh Tâm Bảo đã xong. Chúng con kính thỉnh sư Thông Tuệ thỉnh đích giảng thuyết bài học cho chúng con. Kính thỉnh sư ạ.
sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin chào lắm. Giờ hôm nay thì chúng ta học tiếp phần con kính lãnh lễ sư ạ. Hôm nay học Bali 2 ha. Bắt đầu từ hôm nay thì chúng ta học Bali 2 vào ngày thứ 3. Bali 1 vào ngày thứ thứ 6 đổi lịch tí ha. Chúng ta học tiếp bài 15 hôm trước còn lại. Lâm là giác ngộ. Lâm trước mình học phần động từ thể sai bảo xong rồi, còn lại phần cảm thắng từ. Cảm thắng từ cách sử dụng. Cảm thắng từ là tiếng dùng để bộc lộ những nỗi niềm, tình cảm, ngạc nhiên. Ví dụ ở đây chúng ta có chữ tấu á, quắc kha tăng, phát ca hoa xí. Xin chúc mừng bạn, bạn là người may mắn. Cái chữ phát ca hoa đây không phải là thế tôn ha. Chữ phát ca hoa đây chỉ dịch ra nó là tính từ. Nó là may mắn, là may mắn. Ô, mà dàn về nó phát qua tê nút phát sang cá mềm hà. Ôi thầy lộc, ôi lại lộc hai cho chúng tôi. Chúng tôi đã được diện kiến Đức Thế Tôn. Thì đó là cảm thán từ. Cảm thán từ. Ở đây mình cho chữ xoát kha tăng lạp ha chữ quát tác cảm thắng từ. Và sau đây là một số cảm thắng từ. Ví dụ cái chữ sa thú, sa thú mà các tử nói đó, ở trong trường hợp đó nó cũng là cảm thắng từ ha, mình quan thị nổi lên cái lời sa thú trong trường hợp đó nó cũng là cảm thắng từ. Số cảm thắng từ ở đây như là âm phung mê ôi hỡi ôi a ha chao ôi a he ô a cha chả a hô ôi chao ôi ô quá tát ôi thôi ô thôi rồi a thang ôi hỡi ôi in in khác ô kìa thì ôi xấu hổ la pha lại lộc thai sa thú lành thai sa thú lành thai tốt lắm sa thú tốt đẹp thai xoát kha tăng hoan nghênh chúc mừng chào. Thì cái chữ xoát kha tăng này nó bằng cái nghĩa giống như cái chữ trong tiếng Anh mình hãy sử dụng chữ welcome, welcome là chữ xoát kha tăng. Vì mời lớp giơ tay lên để mình đọc phần một số cảm thắng từ này đi, để sau đó chúng ta chuyển sang phần trả lời câu hỏi. Mời cô Phương Duyên mời lớp đọc bài. Dạ, xin mời cô Tư Nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc một số cảm thắng từ ạ. A phú mê ôi ôi hỏi ôi á há chào ôi á hê ôi á cha chá ô hô cha chá ôi chào ôi ôi quá tá ôi thôi thôi rồi ha than ôi hỏi ôi in gá ô kìa thê ôi xấu hổ la pha lợi lập thay sa thú lành thay sa hú lành thay tốt lắm suốt hú tốt đẹp thay xoa gát tăng
Hoan nghênh, chúc mừng, xin chào. Bạch sư con đọc xong rồi ạ. Rồi. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số cảm thán từ. Á phùm mê, ôi, hỡi ôi. Á há, chào ôi. Á hê, ô, a, cha chả. Á hồ, ôi, chào ôi, ồ. Quá tá, ôi thôi, thôi rồi. Ha, than ôi, hỡi ôi. In khá, ô kìa. Thi, ôi xấu hổ, la pha, lợi lộc thai, sa thú, lầm thai, la, sa thú, lầm thai, tốt lắm, xuất thú, tốt đẹp thai, xoa gáp tăng, hoan nghênh, chúc mừng, xin chào. Thưa sư, xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc một số cảnh thán từ ạ. Ác thư mê, ôi hỡi ôi, a há, chao ôi, a hê, ồ, a, cha chả, a hô, ôi, chao ôi, ồ, quá tá, ôi thôi, thôi rồi, ha, than ôi, hỡi ôi, kinh quá, ô kìa, thi, ôi xấu hổ, na pha, lợi lộc thai, sa thú, lành thai, sa hú, lành thai, tốt lắm, xuất thú, tốt đẹp thai, xoa gáp tăng, hoan nghênh, chúc mừng, xin chào. Thưa sư, con đã đọc xong ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số cảm thán từ ạ. Á phu mê, ôi hỡi ôi. Á há, chào ôi. Á hê, ồ, a, cha chả. Á hô, ôi, chào ôi, ồ. Quá tá, ôi thôi, thôi rồi, ha, than ôi, hỡi ôi, in khá, ô kìa, thi, ôi xấu hổ, la pha, lợi, lộc thay, sa thú, lành thay, sa hú, lành thay, tốt lắm, xuất thú, tốt đẹp thay, xoa, xoa gá tăng, hoan nghênh, chúc mừng, xin chào. Bạch sư con đọc xong rồi ạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư và con xin đọc bài một số cảm thán từ. Áp âm mê, ôi hỡi tôi, á há, đau ôi, á hề, á ta trả, á hồ, ôi, đau ôi, quá tá, ôi thôi, ôi rồi, a, ăn ôi, hỡi ôi, kinh giác. Ta ba đợi lộc thai, xa thú lành thai, xa hú lành thai tốt lắm, tốt đẹp thai, qua gác tăng, quan ngân, chào, dạ con xin dân sư. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con đọc một số cảm thán từ. Á phu mê là ôi, hỡi ôi. Á há là chao ôi, á hê, ồ, a, cha chả, á hô, ôi, chao ôi, ồ, quá tá, ôi thôi, thôi rồi, ha, than ôi, hỡi ôi, yên khá là ô kìa, thi, ôi, xấu hổ, la pha, lợi lộc thai, sa thú là lành thai, sa hú là lành thai, tốt lắm, xuất thú, tốt đẹp thai, xoa gá tăng là quan nghênh, chúc mừng, xin chào, và bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số cảm từ. Áp phương nghe, ôi, hỡi ôi, á há, cao ôi, á hê, ồ. Á hô, ôi chào ôi, quá tá, ôi rồi, ha, cha ôi, mỡi ôi, yên khá, ôi kìa, xấu hổ, la
hay, tha thiết lành hay, ca hú lành hay tốt lắm, chú tốt đẹp hay, và gia tăng lan hơn hoàng thiên đã. Chị Lan Lê đã đọc xong rồi, chị đọc hơi nhỏ nên không rõ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin đọc một số cảm thán từ. Á phum mê, ôi hỡi ôi, á há chao ôi, á hê, ồ a cha chả, á hô, ôi chao ôi ồ, quá tá, ôi thôi thôi rồi, ha, than ôi hỡi ôi, linh in khá, ô kìa, thi, ôi xấu hổ. La pha lợi lộc thay, sa thú lành thay, sa hú lành thay tốt lắm, xuất thú tốt đẹp thay, so gá tăng, hoan nghênh chúc mừng xin chào. Dạ thưa sư, xin hết. Mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc một số cảm thán từ. Fume, ôi hỡi ôi. A há cha ôi, a hê ô a cha chả, a hô ôi cha ôi ô, quá tá ôi thôi thôi rồi, ha than ôi hỡi ôi, linh ghế in in khế ô kìa, thi ôi xấu hổ, la phê lợi lộc thay, xe thú lành thay, xe hú lành thay tốt lắm, chú thú tốt đẹp thay, soi gá tăng hoan nghênh chúc mừng xin chào. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ thưa sư, các Phật tử đã đọc xong bài. Rồi vậy Mara chuyển sang phần trả lời câu hỏi ha. Câu hỏi về câu số 1, cho biết ba loại minh mà Bồ Tát đã chứng đạt được bằng tiếng Bali. Ai trả lời được câu này? Dạ, Bạch Sư, con xin trả lời. Rồi. Bạch Sư, Bồ Tát đã đạt được ba minh là thứ nhất là Úp bê mí qua xa lút xá tí na ná. Thứ hai là nhà ná. Chú tu bà bá bà bà nhà ná. A sa bà bá bà tá nhà ná. A sa quắc khá già. A sa quắc khá giá nhà ná. Dạ con xin hết ạ. Ba minh nó xin. Rồi câu số 2, hãy cho biết các tiếp vị ngữ được sử dụng để hình thành động từ thể sai bảo. Ai trả lời được câu này? Dạ con xin trả lời ạ sư. Rồi xin mời. Dạ có 4 tiếp vị ngữ để hình thành động từ thể sai bảo là nê, má giá, na pê, na pá giá. Rồi, cảm ơn. Câu số 3, gạch dưới các động từ thể sai bảo được sử dụng trong đoạn văn. Phần này xem đoạn văn chúng ta sẽ gạch dưới ha. Cảm thán từ được sử dụng như thế nào? Gạch dưới các cảm thán từ trong đoạn văn. Cái phần này để tìm phần gạch dưới ha. Hãy dùng các động từ cơ bản sau đây để thành lập động từ thể sai bảo và tập đặt câu với chúng. Rồi, bị anh nút. Bây giờ mình sẽ sử dụng các động từ này để mình đổi nó thành, bây giờ nó đang ở thể năng động thể, bây giờ mình sẽ đổi nó thành thể sai bảo, rồi sau đó chúng ta đặt câu với các động từ này. Giờ để xem. Thank you.
Rồi bây giờ chúng ta tập đặt câu với các động từ này đi. Trước tiên là đổi nó thành thể sai bảo ha. Thể sai bảo ở trong bài học này thì mình xài chỉ xài với tiếp viên ngữ gì? Có nhớ không? Là chỉ xài với nap ạ. Đúng rồi, chỉ xài với nap thôi. Nên mình dùng các động từ này để mình ghép với nap. Rồi mình tập đặt câu. Sư con là câu pha giá tí. Đặt đi. Dạ. Bố thí sát tô su ra hí ma rá xê na hí pha gia bê toa bá la bê toa. Đọc cho con một lần. Dạ sao sư? Dạ tha sư sư. Ví dụ bảo cô biết không được đọc viết chi gì cô. Dạ, cô đọc lại đi con viết cho con. Bồ thí sát tô. Đó rồi. Su ra hí. Ma ra xê na hí. Pha gia bê toa. Ma ra xê na hí ha. Dạ. Pha gia bê toa. Bá la bê toa. Đã rồi thưa sư. Con phải biết về chưa được. Phải biết về chưa có động từ. Chứ một câu mà chưa có động từ đâu. Con có dịch câu dưới. Con có đặt câu dưới. Chỉ thêm luôn từ đó là chiếc tăng xá ma hí luôn được không sư? Câu này dịch quá. Vị đạo sư đã khiến tôi nhớ lại bài kinh.
mê này có cách thứ ba không, không biết mê này cách thứ mấy. Mê mê nó cách thứ ba không nữa. Mê có mê quan mê xuất phát ai được vì đạo sư đã khiến tôi nhớ bài kinh, nhớ lại bài kinh, nhớ lại bài kinh ai được cái câu trên á, câu trên ở đây mình câu trên là thêm cái chiếc tăng xá ma hí được không sư? Không được, chiếc tăng xá ma hí là gì? Câu ơi định tâm á, ý là sau khi mà binh ma hoảng sợ bỏ chạy thì Bồ Tát định tâm. Ra về trí khiến tâm ngài xong mà hì tê làm sao ai làm câu này biết sao có nghĩa là sao xong mà hì tê làm sao không hiểu. Chị Lan Lê, sư hỏi chị. Đạt được định tĩnh. Chị dịch lại. Này, tôi mang ký dịch làm sao? Cái đó con không biết đụng từ, nhưng con nghĩ là sáng mà hát tí hả sư? Chờ, không biết làm sao biết. Là được định tĩnh đó sư, con thấy ở trong ngữ vận là cái chữ đó được định tĩnh. Trời ơi, cái câu mà không biết chữ đó sao mà dám biết. Thưa sư, cái này tại ở đây mình sử dụng cái chữ chất chí tăng. Cho nên cái chữ samma hita ở đây mình phải là samma hitang thì nó mới được, nó phải đồng tính đồng cách đồng số. Tại cái samma hita này ví dụ như là tính từ của chữ hita nên nó phải là samma hitang thì mới được. Bồ Tát thiên tâm của ngài, nhưng mà vậy cũng không được, nó không có nghĩa, câu này không có nghĩa, câu này không được, không có nghĩa tự nhiên nhớ lại gì. Không đúng, sử dụng không đúng, câu này bỏ đi. Định tĩnh cái động từ nó là gì sư? Tâm mà hát tí. Hát tí hả? Vậy đâu có được. Ở đây ta cần cái động từ chính là động từ ở thể sai bảo. Câu này thì Phu Thí Sắc Tô sau khi khiến binh ma hoảng sợ
tá đã khiến binh ma hoảng sợ và bỏ chạy. Cái này thì được sửa lại cái thành tâm từ chính đó là bề tí. Cái câu này được, phải sửa lại gì nó mới được, câu này cũng được. Chúng ta có copy của người ta nhưng mà mình phải hiểu mới được. Hiểu ví dụ như là cái câu thể sai bảo nó phải kiểu chủ từ nó làm cái gì, động từ nó làm cái gì, rồi cách trước đó nó là cái gì. Ít nhất là mình phải nhớ được thể sai bảo nó làm bốn thành phần. Cái câu thể sai bảo: một là chủ từ, hai là động từ ở thể sai bảo, rồi một người thực hiện hành động là đứng ở cách thứ ba hoặc là cách thứ hai, rồi thêm một cái thúc từ là cấu trúc của một câu thể sai bảo. Ít nhất nó phải có bốn từ. Ví dụ như là sattha me sutang anusara peti. Đây sattha là chủ từ, mà chủ từ ở trong thể sai bảo á, là không có trực tiếp làm cái hành động mà sai một người nào đó. Thì ở đây chữ mê là người bị sai nè, người bị sai, nó đứng ở cách thứ ba hoặc cách thứ hai cũng được. Rồi sau đó là động từ thể sai bảo, trước động từ thể sai bảo đó nó là một cái túc từ, đó là cái cấu trúc của động từ thể sai bảo. Nó khác với câu năng động thể từ hôm trước hôm nay chúng ta học. Năng động thể thì một câu nó chỉ cần có ba từ là được. Ví dụ như là Đức Phật thuyết pháp thì nó chỉ cần là Buddho Dhammang Sati. Sati một câu đơn giản ba từ như vậy là được. Nhưng mà thể sai bảo thì ở năng động thể thì chủ từ trực tiếp làm cái hành động đó, mà thể sai bảo sao chủ từ không có làm mà sai một người nào đó để làm cái hành động đó, cho nên nó mới có bốn từ. Rồi còn ai biết nữa, câu gì nữa không? Ai biết nữa không? Rồi nếu không có ai biết nữa thì qua phần mới ha, vô phần nhà đọc đoạn văn. Phần nhà đọc đoạn văn này thì mình đọc xong mình tìm động từ thể sai bảo và là các hình từ ở thể sai bảo, rồi cảm thắng từ tam bồ thí bồ thí sa to mara mara se năng haya pe toa palaya pe toa chitte samahite bhuppe nipasanu sati nyana chittang api nina mesi athako so anekang bhuppe niwa sang anusari ayang Pathama vichya te Pathama yame Atigata ahosi Bodhisattva Pukpe niwasa Nuksati nyanang Paponitva chitang Yuto vapata nyanaya Api nina mesi So Tipe na chakuna Visukhe na atano Atano yatha Kamu pangena sate jawa mane upaya mane bolokesi ayang lutia wicca tena macimaya me atigata ahusi puti santo ratia macimaya me sawanang kayang khaya nhà na ya chi tăng api đừng là mê tí so ima ni chát ta ri chát ariya sai chà ni ime chá a sau hòa
ai dành cha à sau qua sau một đây vô ai dành cha à sau qua đi rù thù ai dành cha à sau qua đi rù thắt gà mini qua đây qua đà tí gia thà phù tăng áp hình nhà tí ta sa chi tăng e hoàng nhà tăng ni sa giá à sau về chi vi mục chi a yang ta ti ya wi cha te na a ti ga ta a ho si sa tu sa tu sa chi ta pu nam a pu ti sa to we sa kha ma sa sa un na mi ra ti ya e wa me wang sa ma sa po ting a pi sa pu chi lại lần nữa ha sam bút thù phù thi sát tò ma ra se năng pha ya pe toa pha la ya pe toa chít tê sam ma hi tê phô phê ni hoa sa nu sơ tị nhà na ya chít tăng á phi nền na mê si á thạc phô sò á nê căng phô phê ni hoa sang á nu sơ rí á yăng pha tham ma vi cha tê na pha tham ma ya mê á thi gà ta á hồ sĩ phù thi sa tò phúc về ni hòa sa nu sơ thi nhà năng pa phu ni tòa chi tăng chư tu quá pa tha nhà na giá a phi nền na mê si so đi về na chắc phu na vi su thề na an tân nô ya tha cam mu phan ghê na sắc tê cha wa ma nê ốc pa cha ma nê vô lô kê si ayang utiya wicca te na maki maya me atigata ahosi bodhisatto ratiya paki maya me asat asawa asawa nang khaya nyana ya kitang api nana me si so imina jata reja ariya sanjani ime ja asawa ayang ja asawa asawa a sau quá samudayo ai dành cha a sau quá ni ro tho ai dành cha a sau quá ni ro thang ga mini patipada ti ya tha pu tang apinya si ta sa chi tang e wang nya tang ni sa ya a sau về e pi mu chi ai dành ta ti ya wi cha te na ti ga ta a ho si sa tu sa tu si ta pu na ma pu ti sa to we sa kha ma sa sa pun a mi ra ti ya e wa me wang sa ma sa po ti a ti a pi sa pu chi yam te chi ra hai phần đi ha người à, đầu tiên đọc phần à, minh thứ nhất với lại minh thứ hai là hai đoạn đầu người thứ hai đọc đoạn còn lại rồi à, mời cả tấn giơ tay lên à, cô Kiên à, mời lớp đọc bài. Dạ. Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc đoạn văn ạ. Tam Bồ Thi Bồ Thi Sát Tô Ma Rá Sê Năng Pha Gia Bê Toa Ba La Gia Bê Toa Chích Tê Sa Ma Hi Tê Búp Bê Ní Hoa Sa Nút Sa Tí Nhà Na Giá Chích Tăng Á Phí Nhìn Na Mê Xí Á Tha Khô So anekang búp bê ní hoa san anusari ayang bathama vicha tena bathama yame athigata ahosi bodhisatto búp bê ní hoa sa nusa tí nhà năng papunitoa chittang chutu bapa ta nhà na giá áp phí niên na mê xí so lip bê ná chắc khu na quý xuất thê ná ác tà nô giác tha cà mù phá ghê ná sắp tê chá quá mà nê úp bách chá mà nê. Vô lô kê xí Ayang Dutiya Vicha Tena Maxima Yame Athigata Ahosi. Thưa sư xin hết rồi. Em xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc tiếp ạ.
Bodhisatto Ratiya Bachi Mayame Asawa Nang Khayan Khaya Na Khaya Nya Na Ya Chitang Api Ninh Na Mê Sĩ So Imani Chattari Chattari Cha Ariya Sachani Ime Cha Asawa Ayan Cha Asawa Samu Dayo Ayan Cha Asawa Nirotho Ayan Cha Asawa Nirotha Gamini Bhatti Badati Yatha Bhutang Apan Nhà Sĩ Tassa Chitang Ewang Nhà Tăng Nisaya Asawehi Vimuchi Ayan Tatiya Vicha Tena Adhigata Aho Sĩ Sathu Sathu Sithatho Nama Bodhisattva Vesakha Ma Sasa Bonami Ratiya Ewa Mewa Sama Sambothin Avisambuchi. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Phi ạ. Chả phí mới đọc được. Thế năng ba gia tế tòa đó là gia tế tòa thích tề tăng mắt thích tề bút thề lý và phà bút sát tí mà dạ dắt thích tầng áp biết nhìn mà mê sứ áp sát phù sồ áp mê thần bút đề lý và phàm áp bút sàng quý áp dân bất khắc mà lý già tề nắp bất tháp mà dạ mề ác thiết giác tù à hồ sĩ ô sĩ sắc tù bút bề ní và tà bút sắc lý nặng nặng và nù nít tỏa tiết tầng tư tình hòa tà tắc bà nà giác áp bít miền nà mê sĩ tù đít đề nát chắc bút nà đít xuất thề nát áp sát nồ, dạ thác khàm mút bác ghê nắc, sát đề, cha và mạng nề, út bác giác mà nề, vô lô kê sĩ, á dần, đức tí dạ, vi dạ tê nắc, mắt khi mà dạ mề, ác đít giáp tàn, á hồ sĩ. Như tới đó hết rồi đó. Mọi người tiếp theo đi. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc tiếp ạ. Bodhisattva Bút Bề Ní Và Sàm Bút Xá Tình Tí Nhà Năng Và Phú Ní Tòa Chích Tăng Chú Tu Ta Bà Tành Chú Tu Ta Bà ta nhà na già na giá a phi nìn na mê sĩ so dít tê ná chắc khi nà dư xuất thể ná etano giác hà cầm mù ta về ná khắp tê chào an na nề úp bách chá na nề vô nô kê sĩ a dâm dư tí già dít chà tê ná bách chú ná về gà mề a thí gá tà á hồ sĩ bồ thí sắp tồ bác chí già bác chí má gà mề a xá hoà năng khá giá nhà là giá chích tăng a phim nìm nà mê sĩ sô ý nà ní
chắc ta dí chá a dí giá sắc chà lý ý mê chá a tà hoà a văn chá a tà hoà tà mũ đá dồ a văn chá a tà hoà ní dồ thồ a văn chá a tà hoà ní dồ thá và ní nì ta tí ta đà tí giá tha phụ tăng ác phá ác thành nhà sĩ tác giá chức tăng ê hoàm nhà tăng biết xa giá a xã quê khí dĩ mục trí a dầm ta tí già dứt trà tề lá a thí giá tà á hồ sĩ xa thú thích thách thô na mã vô thí sắc tồ quê xa khả ma sắc xá bùn nam mi dắt tí già ê quá mê quá sâm na sâm vô thiền á phí sâm bức trí. Và thưa sư con đã đọc xong ạ. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc bố thí sát thô ma ra mê ma ra sê năng bà già phê tòa phá là già phê tòa chí chê sa ma hí chê về ni ba sa ta nhà nhà giá tăng abi nhà mê a thù a tha hồ đồ a nề tăng thúc về ba sang anusa ri a dạng a tháp ma già thề na pa tha ma già mê a thi gat ta a hồ si bố thi thách đồ bố thề pa sa nút ta nhà tăng a phu mi tòa chi tăng tu pa pa ta nhà tu pa pa ta nhà na ya a bi nhà mê đồ đề đá chắc nhà đề đá ách ta nộ ta nộ gia thà cảm mù phá ghề ná sách đề ta qua mà nề úp bách cha mà nề vô lô ghề ta dặn già già thề ná mách chi mà già mê a ti a ta a ho si. Dạ thưa con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Bồ Thí Sát Tô Rát Ti Dà A Chi Ma Dà Mê A Sa Wa A Sa Wa Nàng A Sa Wa Nàng Ta Yà Nhà Nhà Giá Đồ y mà nề cha tà rí cha a ri ya sa cha ni a sa wa a dành cha a sa wa a cung cha cha dù a dành cha a sa wa ni rô thô a dành cha dạng các tiên già già tề ná ác ni ác tà ác hồ sĩ thà thú xà thú các hồ nhà má bồ thí sắc đồ quê xà ca mà sát xá bùn nha mì rát ti già ê quá mê quá tâm mà sàm bồ thí ác ni sàm bồ thí.
mà Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Sambo thí sát tô ma ra se năng pha gia pê toa pha la gia pê toa chi tê sa ma hi tê phúc pê ni qua sa nu sa tina na giá chi tăng a phi nin na mê sĩ a tha khổ so a nê khăng phúc pê ni qua sang Anusari Azang Tena Patha Mazame Patha Ma Vikcha Athigata Ahosi Athigata Ahosi Bodhisatto Puppe Ni Vasa Nusati Nyanang Papunitwa Chitang Chutu Papa Tanya nhà giá a phi đình nhà mê sĩ so đi bề ná chắc khu na vi su thề ná a ta nô gia thà khầm mù pa ghề ná sa tê cha hoa mà nề u bác cha mà nề bồ lô kê sĩ a rằng đô ti già vi cha tê ma chi ma già mê a thi gá ta a hồ sĩ. Bạch sư con đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, con xin được đọc tiếp. Bố thí sát tô rát thi gia ma chi ma già mê a sa quá năng tha giá nhà nhá giá tăng Afinin Namesi So Imani Chattari Cha Ariya Satchani Imecha Asawa Ayangcha Asawa Sa Mudayo Ayangcha Asawa Niroto Ayang cha Asawa Nirodha Gamini Pati Pati Yatha Tang Afan Nya Si Tassa Chittang Ewang Nya Tang Nisangya Asawehi vì mục chi a yang satiya vì cha tê na a ti ga ta a hu si sa tu ti ra tho na ma bồ thí sắc tô về sắc kha ma sắc sa punya mê sắc ti ya e wa mê wa Samma Sambuddhin Avi Sambuddhi. Dạ bạch sư con xin hết. Xin mời Phật tử Ngọc Chân. Dạ thưa sư, xin đọc đoạn văn. Sampo thí Pô thí sát tô ma ra xê năng Pa ya pê tòa Pa la Pa la ya pê tòa Chí tê sa Sa ma hi tê Pê pê ni wa sa Nú sa Tí nhà Nhà na giá Chí tăng A phi ni na mê si A tha khô sô A nê căng Phúc bê ni hoa Sằng A nô xá rí A dặng Pá tha mạ Vi trà tê ná Pá tha mạ Già mê A thi gá tà A hồ sĩ Bồ thí sát tô Phúc bê ni hoa Sa nô xá Tí nhà nàng Pá bú ni tòa Chí tăng Chú tu bá bà Tá nhà Nà giá A phi ni na mê si Sô đi bề ná chắc khu nà vi su thề ná a ta nô a tô nô giá thà cà mù bá ghê ná sa tê chá quá mà nê ốp bá chá mà nê vô lô kê xí a dân đu ti già vi chà tê ná mê chi má già mê a thi gá tà a hồ xí. Thưa sư xin hết.
Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, Đại sư xin đọc. Bodhisattva Ratiya Parchima Yame Asawanang Khaya Khaya Nyana Ya Chittang Afin Afinni Afinina Mesi So Imani Chattari Cha Ariya Sakyani Ime Cha Asawa Ajana Ajan Cha Asawa Samudayo Ajan Cha Asawa Nirothi Nirotho Nirotho Ajan Cha Asawa Asawa Niro Thagamini Babi Bati Pada Ti Yethe Phu Tăng Affa Affanya Affa Affanya Si Tashe Tăng Aywang Nya Tăng Nishaya Asa Wahi Wimuti Ayan Tiya Pucha Tena Ati Yata Eho Si Sethu Sethu Chittato Chittato Nama Bodhisattva Vesak Vesaka Mamasa Punami Ratiya Ewa Mewa Sama Sambodhi Afisham Putri. Dạ thưa sư xin hết. Dạ thưa sư kéo giùm con cái chung chung một để con sửa rồi cái mua sách con xem nó khác. Nó khác mấy câu. Sư với Phật tử đã đọc xong. Rồi bây giờ chúng ta tìm mà các động từ, các phân từ ở thể Tây Bảo, rồi cảm thán từ hãy tìm được. Nên xưa thể Tây Bảo là Pha Gia Bê Toa, Bá La Gia Bê Toa. Bá La Gia Bê Toa để phân từ. Còn gì nữa? Dạ, khi mình xí. Có ai tìm được nữa không? Hết rồi xưa. Đây chữ Apinina Mesi nó cũng là dạng thể Tây Bảo nhưng mà nó khác với cái bài học mình một tí, nó một cái hình thức hình thành khác. Sau này chúng ta học cao hơn tí thì sẽ nói thêm cái phần này. Lý do mình biết nó ở thể Tây Bảo đó là vì ở trong cái câu dịch mình thấy là Bồ Tát đã khiến binh ma khiếp sợ và bỏ chạy khi tâm định thịnh tĩnh, hướng tâm, ngài hướng tâm đến, Túc Mạng Minh, hướng tâm đến, tức là khiến cái tâm nó hướng đến cái gì đó, thì cái chữ nên là nên mê tí ở đây nó mà ở thể Tây Bảo, ở đây thì chữ chi tăng nó là cách thứ ba. Nó là cách thứ hai. Rồi ở dưới thì cũng vậy. Là mê tí.
đó là phần động từ. Còn phần cảm thán từ thì mình chỉ có chữ sa thú là cảm thán từ. Rồi bây giờ mình, đó là phần đọc động văn. Chuyển ta trở lại phần bài tập đi cô. Canh có mở sẵn bài tập chưa? Mở cho lớp bài tập, đọc bài tập giúp sư. Dạ. Dạ sư. Mở bài tập. Nhưng mà lớp giơ tay lên để đọc bài tập trước đi rồi chúng ta sẽ sửa sao. Có cái gì mà lớp đọc bài tập trước. Dạ. Mà Phật tử Kim Cúc ạ. Thưa sư xin đọc năm câu bài tập từ dịch từ Bali sang tiếng Việt ạ. Câu số 1. Bodhisattva Surahi Marasenahi Phayabeto Bá La Bê To, Búp Bê Ní, Qua Sa Nút Sá, Tí Nhà Nà Giá, Thích Tăng, Á Thí Nhìn Ná, Mà Bê Xí. Câu số 2. Á Thá Khô, Bồ Thí Sát Tô, Sá Mã Hí Tê, Chích Tê, Bá Rí Xuất Thê, Quý Giá Tú, Bắc Kí Lê Xê, Á Tà Nô, Á Nê Cá, Quý Tăng, Búp Bê Ní, Qua Sa Nút Sá, Anu Sari. Câu số 3. So Samahite Chitte Barisute Anangane Vigatu Pakilese Satanang Chutu Baba Ta Nyanaya Chittang Afininamesi. Câu số 4. Bodhisattva Dipena Chakuna Visuddhena Attano Attano Yattha Kamubhagena Chavamane Uppapacchamane Hine Panite Satte Basi. Câu số 5. So Yattha Phutang Phần nhà xí ý mê chá a sa hoa a dằn chá a sa hoa sa mút đa tô a dằn chá a sa hoa đi rô thô a dằn chá a sa hoa ni rô thá gà mi ni pa tí bà đà tí. Thưa sương hết rồi. Xin mời cô tu nữ gì bảo ạ. Sư con xin đọc 5 câu bài tập từ Bali sang từ tiếng Bali ạ. Câu thứ nhất, Bodhisattva Surahi Marasenahi Phayabetoa Palabetoa Pupeni Vasanusati Nyanaya Chittang Apinina Mabesi. Câu số 2. Attako Bodhisattva Samahite Chite Parisuthe Vigato Bakki Dese Attano Aneka Vihitang Puppe Ni Vasang Anusari. Câu số 3. So Samahite Chite Parisuthe
Anangare. Anangane. Quý giá tu ba. Quý giá tu bắc ký đê xê. Sát ba năng. Chá tu bắc ba ta. Nhà na năng. Chích bằng Áp-pi-ninh-na-mê-xí. Câu số 4. Bồ thí sát tô lít bê ná chắc khú nà quý xuất thề ná át-ta-nô giác thà cầm mù bá ghê ná chá quá mà nề ốp-bá-bá-chá-mà-nề hì nề bá ni tề sát tề bác xí. Câu số 5. Sô giác thà phụ tăng áp phà nhà xí ý mê chá a sa quà a dành chá a sa quá sa mú đá dồ a dành chá a sa quá ní rồ thồ a dành chá a sa quá ní rồ thá gà mi nì bá tí bá đà tí. Dạ con xin hết ạ. Mà Phật tử Phương Tây ạ. Dạ con xin đọc năm câu từ Bali dịch tới tiếng Việt. Câu số 1. Bố xí sát tô xú ra khí. Ma gà xê nạc hí. Bà gia biết toàn. Bác đà biết toàn. Bước nêu lý và hoàng. Lúc sạc tí. Nạc dạ giác tí tăng. Ác biết nền nạc mà bề xí. Câu số 2. Ác thác hồ bố xí sát tô. Sát mà hít tê xúc tê. Bác biết xúc tê. Ví giác từ bác sĩ đề tề ác hát nô, ác đề thà viết chức tăng, bức đề lý và xàm ác nít tà quý. Câu số 3, sô, sắc mạng hí tề, chức tề, bác viết chức tề, ác năng giác nề, viết giác, tứ và viết lê tề, sắc tà năng. Sư tử tà, bác bà, bác nặng nà giác, chức tăng. Áp bức nền nặng đề trí. Câu số 4. Bố xí sắc tô bức nịt nà chắc tùm nà bức thuốc nề ngã áp lồ lồ thà thàm chắc thà thàm muôn bạc về nát chắc bạc mạng nề bức bắc bắc giác mà nề thiết nề bác tín tề sắc tề bác xí. Câu số 5. Sô giác thà bút tầm thằng nà si y mê chắc á a sa va a yang chắc a sa va sa mut da yo a yang chắc a sa ni va ni yo tho a yang chắc a sa va ni yo tho ra mi ni bắc ti bắc và ti. Dạ con xin hết ạ. Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc bài Bồ Thí Sát Tô Ra Hí Ma Ra Sê Na Hí Bà Gia Bê Tòa Phá La Bê Tòa Phúc Bê La Sa Phúc Sa Hí Nga Na Gia Đạt A Bi Nát Ma Phê Sư Thứ Hai Nát A Bồ Bồ Sát Tô Ra Ma Ari để Vigato Paki Le Se Atano Ane Kati Tang Be Ni Ba Sang Anusari. Câu số 3. So Sama Hite Chite Parisutte Anang Ne Vigato Paki Kỳ lệ xê sát tà năng chú tù pháp hà tăng à giác chí tăng à vi nhìn nà mê xí. Số 4. Bộ kỳ sát tổ điếp bề ná chắc khu nà vi sút thề ná át ta rộ át ta nộ át ta nộ đá thà cầm ba ghề na ta qua mà nề ba bách cha mà nề
Hine panite satte passi. Câu số 5. Bên cô Lan Lê với anh An Trần nhỏ quá, đọc nghe nhỏ quá, không biết mình phải điều chỉnh sao chứ đọc nghe nhỏ quá. Dạ sư, nghe được. Mở lớn lên. Dạ. Con đọc tiếp câu số 5. Rồi, xong rồi. Dạ, con đọc tiếp câu số 5. Tăng sửa lại câu Palapetoa, nó sửa xem lại Palayapetoa em xin. Câu 1. Palaya. Với lại câu 2 là án núi thêm chữ S nữa hả sư? Anh nói xa biến là sao? Nhớ lại á. Dạ rồi, phật tử nào đọc tiếp? Dạ thưa sư. Dạ. Dạ. Kính mời anh đọc tiếp theo. Dạ thưa sư, con xin đọc tiếp câu số 5. Chô yát tha bú tăng a bàn nhà si y mê cha a sa va a chanh cha a sa va sa mù đá dô a dành cha a sa va ni rô thô a dành cha a sa va ni rô tha gàm ni tha ti tha đà ti. Dạ thưa sư, con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Bodhisatto Surahi Marasenahi Vayabeto Palayabeto Pupenisawa Nusati Yatitamapesi. Câu số 2. Bodhisatto Samahite Chitte Parisutte Vigatu Pakilese Attano Anekawitam Upenisawa Upeniwasang Anusari. Câu số 3. So Samahite Chitte Parisutte Ana anangane gatu pakilese satanang jutu papa tanyana ya citang apininame si. Câu số 4. Bodhisatto dipena jakuna wisuthena attano attano yatha kamu pagena dawamane upa bát chama ne ite phani phani te sát te phát si. Câu số 5. Đồ giác thà bù tăng áp phàn nhà si hi mê cha à sa hòa a dành cha à sa hòa sàm mút đề dù a dành cha à sa hòa ni rù thô a dành cha a sawani ro tha ga mini patti pada. Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Bodhisatto surahi marasenahi phajapetoa palajapetoa uppeni wasa nusatin nhà nà giá chi tăng afini ná mà pê xí. Câu số 2. Atha khô bồ thí sát tô sa mà hi tê chi tê parisuthê vi ga tu pa khi lê xê a tá nhô a nê ka vi hi tăng u pê ní hoa sang a nú xá rí. Câu số 3. Sô sa mà hi tê chi tê parisuthê anan gá tê vi gá tu pa ki lê xê
sát ta năng chú tu pa pa tan nhà nhà cha tan nhà 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 giá chí tăng a phí nên na mê xí câu số 4 bồ thí sát tô đi bề ná chắc khú na vi su thề ná atano giá thà khàm mù pa dề ná cha qua mà nề upa cha upa bách cha mà nề hi nề pani tề sát tề pa pa xí câu số 5 so giá thà bù tăng apan na xí y mê chá asa hòa a dần chá asa hòa sa mu đầy rồ a dần chá asa hòa ni rồ thồ a dần chá asa hòa ni rồ thá gà mì ní pa ti pa đà tí. Bạch sư con đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Chị Tiên chưa bỏ tới. Dạ, thưa sư xin đọc. Dịch Bali sang tiếng Việt. Bodhisattva Surenhi Marasenahi Vajabetoa Bela Yabetoa Bupani Vase Nutsa Nusati Nhe Nhe Naya Chittang Afini nín nè mà bệ sĩ. Câu số 2. Attako Bodhisattva Samahi te chitte Parisu te Quy ghé tu ba Khi lê se Attano Ene ke Quy hi tăng Phúc bề ní Qua sang Enusari. Câu số 3. So samahite chitte parisuddhe anangane vigato pakilese satanang chutu babatan babatanye naye naye chittang afinin namesi. Câu số 4. Bodhisattva Dip bê nè, chắc khú nè, quý sút thề nè, át tân nô, giá thề kê mù, bái gê nè, chá quá mê nè, ú bá bát chá mê nè, hì nè, bá nì tê, sát tê, bát xí. Câu số 5, sô, giá thề phù tăng, áp phần nhà xí, ý mê chá, a sa wa ni ri ro thi ni ro tho a yin che a sa wa ni ro tha ga mi ni ba ti ba da yi da ti. Dạ thưa sư xin hết. Rồi nếu mà hết mình sửa đi. Dạ thưa sư còn ạ. Nhưng mà tại bước Phật tử đọc rồi Phật tử An. Nhưng mà Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, sư con xin đọc bài Bodhisattva Surahi Marasenahi Parajatetva Upeni Vasanutha Tinya Nava Kittang Akhimina Mabesi Atha
Sakho Bodhisatto Tanahite Chitte Arishite Vigato Takkine Se Etano Aneka Vihitang Bukbini Vasan Anusari Sosoba So Tanahite Chitte Arishite Anangane Vigato Takkine Se Chắc ta năng, chú tù tá tạp, tá nhà, nhà giá chức tăng, á phí linh nhà nề sĩ của sư hối, bố thí sắc tù, giúp tên ná, chắc khu nà, vũ sức thề ná, ethano, tác hà, tầm mục, tá về ná, chá quá mà nề, ú bá tắc chá mà nề, khi nề, ta ni tê sắp tê tác sĩ câu số 5 sô giá tha phù tăng ác thành nhà sĩ y mê cá a sáu hòa a dành cá a sáu hòa xá mũ đá rồ a dành cá a sáu hòa ní rồ thô a dành cá a sáu hòa ní rồ thả gà ní mì ba tí ba đà tí và tí sư con đã đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Long Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc câu thứ nhất ạ. Bồ thí sát tô chú ra hí ma ra sê na hí pa giá tê tòa pa la giá tê tòa phúc bê ní quang sao Nú sát tí, nhà nhá già, chít tăng, a phí ninh, ná má, tê sĩ, át thác, câu số 2, át thác phô, bồ thí sát tô, tâm má hít tê, chít tê, bá rí sức thê, quý gá tu, bách kí lê xê, át tá nô, a nê cá, quý hí tăng, Phúc Bê Ní Quát Tăng A Nú Sá Rí Câu số 3 Sô Sá Ma Hít Tê Chít Tê Pà Rí Sít Tê A Năng Gà Nê Quý Gà Tú Phát Kí Lê Sê Sát Tá Năng Chú Túc Chú Tù Pá Pà Tà Nhá Nhá Giá Chít Tăng A Phí Nình Nà Nê Sĩ Câu số 4 Bồ Thí Sát Đức Bê Nà, Chắc Phú Nà, Ví Sú Bê Nà, Át Tá Nô, Giá Thà, Thầm Mù, Bà Dề Ná, Bà Dề Ná, Chá Quá, Má Nề, Úc Bá, Bà Chá, Mê Nề, Pháp Tê Pháp Sĩ Câu số 5 Sô Gia Thá U Tăng Áp Phan Nhà Sĩ Ý Mê Chá A Sá Hòa A Dân Chá A Sá Hòa Sam Mút Đá Thô Đá Dô A Dân Chá A Sá Hòa Ni Rút Thô A Dân Chá A Sá Hòa Nirutha Gami Mini Pati Pada Ti và bạch sư con xin hết. Bạch sư với Phật tử đã đọc xong rồi. Để kỳ xong, nếu mà câu nào có sửa rồi mình bốt đỡ đi rồi kỳ xong mình sửa. Bốt rồi lưu lại đi. Dạ còn câu bốt. Thì câu nào sửa rồi có khi để vô đi. Khoảng 3-4 buổi nữa thì mình sẽ học hết quyển 2. Học quyển 2 xong học quyển 3 luôn nha.
tiên làm câu 4 rồi đây. Dạ em thấy. Dạ thưa sư xong rồi sư. Rồi mình lưu lại đi. Rồi ai hồi hướng lắm mời đi. Dạ buổi học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian để giảng dạy. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo đọc thầy kinh hồi hướng trước chư thiên. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo. Bạch sư, con xin thay mặt các học viện viên đọc kinh hồi hướng đến chư thiên ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Ma, Nam mô Sang Khai. Akasatha chapamatha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakanto sasanang. Akasatha chapamatha deva naga mahitika bunyang no anumodan tu chirang rakanto no garu. Akasatha chapamatha deva naga mahitika bồn nhằng nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta vô. A ca sa tha chắc phùm ma tha đề hoa na ga ma hít ti ca. Bồn nhằng nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu nhà ta vô. A ca sa tha chắc phùm ma tha đề hoa na ga ma hít ti ca. Bồn nhằng nô anu mô đàn tu chi răng ra khan tu pa ni nô. Akasatha chapamatha deva naga mahittika bunyang no anumodan tu chirang rakantu no sada idang vatano bunyang asavakkaya vahang hotu anagate kale. Sadhu sadhu sadhu. Dạ buổi học đã kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Rồi em học luôn cố định Bali 2 là thứ 3 ha, Bali 1 đó là thứ 6. Dạ. Yeah. Yeah.